Năm 2020, 4 bộ phim truyền hình số 1 Hàn Quốc khởi động năm mới, mang tên Cửa Hàng Sát Thủ đã lên sóng, chi phí ngốn đến 20 tỷ, chuyển thể từ tiểu thuyết siêu ăn khách cùng tên với gần 100 triệu người xem, còn mời nam thần không tuổi Lee Jong Wook đóng vai chính. Đây cũng là bộ phim hành động được mong đợi trong năm qua, không dài dòng nữa, hãy bắt đầu bộ phim nào. Cô gái vô tình bị bắn tỉa tấn công tại nhà, lập tức run lên vì sợ hãi, người phụ nữ đến cứu cô cũng bị thương, cô gái đang cố gắng với lấy khẩu súng ở trước mặt, nhưng giây tiếp theo. Cô gái nhớ lại lúc trước, khi xem phim hành động cùng chú cô, những gì anh ấy đã nói với cô ấy. Chú cô nhắc nhở rằng khi cô ấy ở điểm bù, sử dụng vật khúc xạ để quan sát kẻ thù. Vừa giỏi tận dụng điểm bù như nhân vật chính trong phim, có thể thoát thân ngay cả khi trong hố lửa. Cô gái lúc này đang buộc mình phải bình tĩnh lại, cô lập tức làm một công cụ quan sát đơn giản, nhưng tay súng bắn tỉa vẫn đang theo dõi từng bước đi của cô gái. Yoongi đến An từ từ di chuyển tấm gương. Hung thủ cười nói Gi đến An xem phim quá nhiều, rồi không nói một lời, anh ta bắn tan chiếc gương. Không ngờ cô gái vẫn bướng bỉnh cầm gương. Sau đó Gi đến An chậm rãi leo lên tủ lạnh. Quả nhiên cô gái đã nhảy, nhưng viên đạn bám sát phía sau. May mắn thay, không có nguy hiểm. Gi đến An dùng hết sức lực để lật chiếc ghế sofa, chặn tầm nhìn của kẻ giết người. Tôi thậm chí còn không mong đợi tìm thấy một khẩu súng bắn tỉa bên dưới. Trước khi tên sát nhân kịp hồi phục, đạn đã bay về phía hắn.